khi muốn làm không được. Thank you.
快点，然后腰。Trên những cái này mày mình chỉ đóng đinh được. Vâng. Không còn bắn vít được. Không, em kéo thử nó xem đóng con con. Sao không lấy dùng laser nó quét thẳng luôn? Áng chừng được. Áng chừng được. Để lại. Mày cứ chỉ cái khoan lên cho chỉ cho. Dạ nữa đi không để đây. Vậy đi mày cứ chỉ hết đi à. Đấy. Ra bên ngoài này tí. Đấy rồi. Đấy. Chắc không tới.
Mấy công nó mở hơn. Cứ bắt được. Những cái thanh này là nó độ dài bất kỳ ấy hay là dạ. Những cái thanh này là độ dài bất kỳ không ấy. Ạ, nó có khuôn hết. Cái này là 3m66. Cái này là 1m22, cái này 61 phân 1 cân. Mình lên không biết lên. Không nghe. Sau đằng sau. Về chân. Cái mic này của mình. Sai này đối về đi thông đi đã, không có lại móc đi. Nghe rõ lắm. À mấy đấy? À làm xuống xuống thẳng à đi nữa. Ôi. Lên mấy con đây. Ôi, vừa lấy trên đường này, em vừa bị đánh kìa. Hả? Em vừa bị đánh, vừa lấy trên đường đi đây. Sao bị đánh? Nói nhiều à? Không, không có cái kia. Đi đây, cắt cái mặt rộng ra buôn xuống ngay. Bỏ mẹ 4 tấm tao đồn, 4 tấm 30 cua tròn ấy. Nó mất khổ 1 mét là 22 rồi. Mày đánh thế. Thế là bỏ mẹ bỏ mẹ bỏ mẹ đâu có bỏ được, đây được. Lên một tí nhé, lên một tí. Thế thì ông hơi vượt quá. À, ok. Rồi, bắt đi. Em xin biết hàng. Như này mà nếu gọi là những cái chân này nếu mà tháo đúng theo trình tự thì có tái sử dụng được không? Được anh. Cái này tháo ra không gạt được hết. Nhưng mà tháo mà cũ mà hỏng thì bỏ ra thay tầm mới được. Cứ đến lớp. Có nghĩa là như các em thì mới là có thể tháo được dễ đúng không? Chứ còn nó có cách tháo của nó mà anh. Có kiểu tháo để dùng lại. Còn tháo để tháo và tháo phá. Tháo không kéo là nó bị hỏng nên cài thì sau là không dùng được. Mà muốn dùng là phải có cái cửa nó rất nhỏ này. Phải đẩy nó ra. Đẩy cho nó ra để cài giữ. Thì anh thấy là thường là những người khác mà tháo là hay thấy là gọi là bỏ. Nhưng mà làm giữa cái treo này với cái treo thanh gen thì nó có khác nhau em? Không em ạ. Như nhau. Thi gen thì cần cái tông của cái treo thanh gen. Vậy hôm nay còn cần ăn pha và bắt đầu thôi em. Một tận. Đúng không? Ờ. Đúng rồi. Tí nữa. Đúng rồi đấy. Rồi.
luôn cả quá mệt. Em trong sương bóng đầy đóng nốt đi, đóng nốt đoạn này không thể đéo ra đây, đóng ra đây, đóng đây, cái này cao hết cỡ lên đây, cách mép lên một năm hơn được không? Mày về thì đổ đưa đến vợ, đưa mật khẩu đây, mật khẩu nó bằng bàn tay cơ. Thế còn thanh niên này chắc là ít tuổi hả? Dạ. Bạn này chắc ít tuổi hả? Vâng ạ, bạn này mới có mười mấy tuổi thôi anh ạ. Thế không? Hai lẻ mấy hả thanh niên? Dạ, 26. Thế đi làm được mấy năm rồi? Mấy năm rồi là đây. Thôi nhưng mà cứ... Đây. Thế năm nay mới đi làm à? Dạ. Năm nay mới đi làm à? Ờ, đầu năm nay. Ừ, thế ạ? Là thanh niên này là... Bà... Em là ở 88 đấy à? Vâng. Thưa cái chị. Thì đội này có mỗi 88 với cả... 88, cả... 21, 21, cả 36 nữa à? 36 có một đồng. Lên. Ở đây. Đây, cái cọc cây này. Cái này cũng 12 cây nữa. 6 cây nữa. Cái này cũng 6. Có khi đủ rồi.